Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ có mặt tại quán Trường Tiền ở khu thương xá Eden nằm tại vùng Fort Hood, bang Virginia, Mỹ để vận động tranh cử. Fort Hood nằm gần khu trung tâm của thủ đô Washington và thuộc vùng đô thị Washington mở rộng. Theo tờ The Washington Post, sự xuất hiện của ông Trump ở Eden là khá bất ngờ vì trong 4 năm làm chủ nhân Nhà Trắng ở Washington, ông Trump hiếm khi rời Nhà Trắng để dùng bữa, dù Washington được xem là nơi có những nhà hàng đẹp nhất nước Mỹ. Khi đến quán Trường Tiền vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, ông Trump có bài phát biểu ngắn trong chiến dịch vận động tranh cử và nếm thử các món ăn của quán. Cụ thể, ông đã chọn các món như bánh khoai, bún thịt nướng, cơm tấm với đầy đủ topping. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Trump không hề đưa ra nhận xét về các món ăn. Ông chỉ ăn tượng trưng và phần còn lại được đóng hộp mang đi. Có khoảng 20 người hiện diện tại quán khi ông Trump xuất hiện. Theo tờ The Washington Post, đây là những người được mời đến hoặc đại diện truyền thông và thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Trong phần phát biểu, ông Trump nhấn mạnh rằng ông yêu cộng đồng người Việt. Một số đài truyền hình địa phương cũng đã thông tin về hoạt động này của cựu Tổng thống, trong đó theo hình ảnh từ clip của đài Gusa 9, đại diện quán Trường Tiền khoe các tờ tiền 2 đô la Mỹ có chữ ký của ông Trump. Giải thích về sự hiện diện tại quán Trường Tiền, đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, ông Trump tiếp tục tiếp cận tất cả các cộng đồng, đặc biệt là những cộng đồng chưa được chính quyền của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris phục vụ tốt. Đáp trả lại, đại diện chiến dịch tranh cử của bà Harris khẳng định Phó Tổng thống Harris đang giúp doanh nghiệp người Mỹ gốc Á và người Mỹ gốc Việt phát triển mạnh mẽ. Mỹ đứng số 1 thế giới về số lượng vàng nắm giữ. Nga, Trung Quốc và Ấn Độ dồn dập mua vàng trước khi giá bật tăng lên đỉnh lịch sử. Các nước Đông Nam Á ứng xử ra sao với việc nhập khẩu và dự trữ vàng? Trong tháng 8 năm 2024, giá vàng thế giới tăng rất mạnh và nhiều lần lập kỷ lục mới. Giá vàng giao kỳ hạn có lúc lên ngưỡng 2.570 đô la Mỹ trên một ounce, trong khi vàng giao ngay có thời điểm lên trên 2.530 đô la Mỹ trên một ounce, cao hơn nhiều so với mức 1.820 đô la Mỹ trên một ounce hồi tháng 10 năm 2023. Vậy các nước đã tranh thủ mua vàng khi giá rẻ như thế nào và đang nắm giữ bao nhiêu vàng, tỷ trọng ra sao trong tổng dự trữ quốc gia? Theo Hội đồng Vàng Thế giới, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục kiềm chế không mua vàng trong tháng 7. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp PBOC không mua thêm vàng và đây cũng là giai đoạn giá vàng đang đứng trên đỉnh cao nhất mọi thời đại. Trước đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã lập kỷ lục hiếm hoi, có tới 18 tháng mua vàng ròng liên tiếp và đẩy số lượng vàng nắm giữ trong tổng tài sản dự trữ quốc gia lên mức cao kỷ lục khoảng 4,9% về giá trị, tương đương hơn 2.264 tấn vàng. Tổng số lượng vàng mà PBOC nắm giữ có giá trị khoảng 170 tỷ đô la Mỹ so với tổng dự trữ ngoại hối khoảng hơn 3.285 tỷ đô la Mỹ, tương đương 5,1% dự trữ ngoại hối. Tỷ lệ nắm giữ vàng của Trung Quốc đang ở mức cao kỷ lục nhưng còn thấp hơn nhiều quốc gia khác và thấp hơn mức trung bình 16% toàn cầu, theo Reuters. Nga là một trong các quốc gia đẩy mạnh mua vàng trong nhiều năm qua kể từ khi nước này bị áp nhiều biện pháp cấm vận. Theo WGC, tính tới cuối quý 2 năm 2024, tỷ lệ nắm giữ vàng của Nga là gần 29,5% trong tổng dự trữ quốc gia khoảng 594 tỷ đô la Mỹ. Giá trị vàng mà Nga đang nắm giữ ước tính khoảng 175 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 2.336 tấn vàng. Mỹ là quốc gia đứng số 1 thế giới về số lượng vàng nắm giữ với khoảng 8.133 tấn trị giá gần 610 tỷ đô la Mỹ. Ấn Độ đang nắm gần 841 tấn vàng trị giá khoảng 63 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 9,6% tổng tài sản dự trữ quốc gia. Nhật nắm 846 tấn trị giá hơn 63,3 tỷ đô la Mỹ, tương đương 5,15% tổng dự trữ quốc gia. Có thể thấy trừ Mỹ vốn đã nắm giữ lượng vàng lớn và ít mua vào trong vài năm qua, còn lại nhiều ngân hàng trung ương các nước đẩy mạnh mua vàng. Trung Quốc có tỷ lệ vàng trong dự trữ quốc gia không nhiều, nhưng tốc độ mua dòng vàng của quốc gia này thuộc top đầu trong khoảng 2 năm qua. PBOC đã mua dòng 18 tháng, tính tới hết tháng 4 năm 2024, tỷ lệ vàng nước này nắm giữ trong tổng số tài sản dự trữ quốc gia tăng gần gấp 3 lần so với mức 1,8% năm 2015. Đây là tốc độ thay đổi tỷ lệ kỷ lục trong hai thập kỷ qua của một ngân hàng trung ương lớn trên thế giới. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc cũng đẩy mạnh
bán trái phiếu Mỹ để chuyển qua mua vàng. Theo WGC, trong năm 2023, Trung Quốc là tay mua vàng lớn nhất thế giới khi giá vàng ở mức thấp, đa số mua tại thời điểm giá từ 1.650 đến 1.750 đô la Mỹ trên một ounce, cao nhất mới lên ngưỡng 1.990 đô la Mỹ trên một ounce. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua dòng gần 225 tấn vàng, mức nhiều nhất trong 46 năm. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ RBI đã tăng cường mua vàng trong tháng 6 vừa qua, với mức mua vào khoảng 9,3 tấn, cao hơn nhiều so với mức trung bình mua 5,6 tấn trên tháng trong 5 tháng trước đó. Tổng cộng, trong nửa đầu năm 2024, Ấn Độ mua hơn 37 tấn vàng, mức cao nhất kể từ năm 2013, tăng gấp 3 lần so với năm 2023. Đông Nam Á dự trữ vàng ra sao? Trong khi nhiều nước lớn đẩy mạnh mua vàng từ cuối năm 2022, nhiều nước Đông Nam Á mua vàng rất nhiều trong thời gian này và có khối lượng cũng như tỷ lệ nắm giữ vàng so với tổng tài sản dự trữ quốc gia rất khiêm tốn. Tỷ lệ nắm giữ vàng ấn tượng nhất trong khu vực có lẽ là Thái Lan với hơn 8,7% trong tổng tài sản dự trữ quốc gia, tương đương khoảng 234 tấn vàng, giá trị khoảng gần 17,6 tỷ đô la Mỹ. Singapore nắm giữ gần 229 tấn vàng, trị giá gần 17,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 4,5% tổng tài sản dự trữ quốc gia. Malaysia nắm giữ gần 38,9 tấn vàng, trị giá hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 2,6% tổng tài sản dự trữ quốc gia. WGC không có số liệu thống kê của Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Myanmar và Campuchia. Số lượng vàng trong dự trữ ngoại hối không được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Tuy nhiên, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia trích dẫn số liệu từ CEIC cho thấy, tính tới tháng 5 năm 2020, vàng dự trữ ở mức khoảng gần 9,2 tấn, tương đương khoảng 0,68% tổng dự trữ ngoại hối. Con số này có thể không có nhiều thay đổi vì Việt Nam trong gần chục năm qua không công bố hoạt động nhập khẩu vàng. Còn trên trang CEIC, Việt Nam có vàng dự trữ gần 666 triệu đô la Mỹ tính tới tháng 11 năm 2023. Nếu tính mức giá khoảng 1.970 đô la Mỹ trên một ounce hồi tháng 11 năm 2023, thì Việt Nam có tổng lượng vàng khoảng 10,5 tấn. Tỷ lệ vàng nắm giữ chiếm khoảng từ 0,5 đến 0,7% tổng tài sản dự trữ quốc gia. Hồi cuối tháng 4 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước bán đấu thầu để cung ứng vàng ra thị trường khi giá vàng miếng SJC cao hơn giá thế giới quy đổi từ 16 đến 20 triệu đồng trên một lượng. Nhưng qua 9 phiên đấu thầu, chênh lệch giá vàng không được giảm như kỳ vọng. Gần cuối tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã ngừng đấu thầu vàng sau khi đã cung ứng ra thị trường hơn 1,8 tấn qua kênh này. Ngân hàng Nhà nước sau đó bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng lớn là BIDV, Vietcombank, Viettinbank, Agribank và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC để các đơn vị này bán vàng trực tiếp tới người dân. Hiện tổng số lượng vàng đã bán ra chưa được cơ quan chức năng công bố. Một chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng Nga đã không thể tận dụng tối đa một trong những vũ khí hiệu quả nhất là bom lượn để cản đà tiến của quân đội Ukraine ở Kursk. Theo ông Mark Kankian, đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu và đang là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Nga chưa sử dụng nhiều sức mạnh không quân hay bom lượn để chống lại các lực lượng Ukraine xâm nhập vào vùng Kursk. Bom lượn được trang bị hệ thống dẫn đường cho phép chúng được phóng từ máy bay phản lực ở khoảng cách xa mục tiêu. Việc đánh chặn bom lượn là rất khó, trong đó mẫu bom lượn mới nhất của Nga chế tạo nặng gần 3 tấn. Cũng theo ông Kankian, Nga có thể sử dụng nhiều bom lượn ở Ukraine vì đây là mặt trận tĩnh và hầu như không chuyển động. Điều này giúp Nga tránh được rủi ro liên quan tới hệ thống kiểm soát không lưu yếu và ít gây ra thiệt hại ngoài ý muốn như nhắm vào dân thường hoặc đồng đội. Ông nói thêm, sự thận trọng của Nga ở Kursk đã phản ánh sự bất lực và điểm yếu trong sử dụng không quân để hỗ trợ các lực lượng mặt đất. Trên thực tế, việc Nga sử dụng bom lượn cũng đã được ghi nhận ở Kursk, nhưng quy mô rất ít. Hồi tuần trước, quân đội Ukraine tuyên bố Nga đã phóng 27 quả bom lượn trong khu vực, nhưng không rõ con số này là từ khi các lực lượng Kiev đột kích vào Kursk hay chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, con số này nhỏ hơn nhiều so với số lượng bom lượn được dùng khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng cho biết Nga đã phóng 750 quả bom lượn để tấn công các mục tiêu tại Ukraine chỉ trong một tuần. First Best cũng đưa tin
Hàng ngày, Nga đã phóng 50 quả bom lượn vào khu vực Sumy của Ukraine, nơi giáp danh với Kursk. Chuyên gia quân sự George Barros tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ nhận định, cho đến nay, Nga vẫn chưa sử dụng bom lượn ở Kursk trên quy mô lớn. Song theo ông, nếu Ukraine tiếp tục tấn công sâu vào Kursk, những tính toán của Nga có thể sẽ thay đổi. Trong khi đó, Ukraine đã bắt đầu sử dụng bom lượn để chống lại quân đội Nga ở Kursk. Theo Tổng thống Zelensky, cuộc tấn công nhằm tạo ra một vùng đệm để giảm thiểu khả năng Nga tấn công xuyên biên giới vào Ukraine. Tuy nhiên, các nhà phân tích chiến tranh cho rằng, thông qua cuộc đột kích vào Kursk, Ukraine muốn Nga phải phân tán lực lượng chiến đấu, cũng như tạo động lực mới cho quân đội Ukraine và các nước đồng minh. Ông Barros cho biết hiện vẫn chưa có chiến dịch chớp nhoáng của Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ kết thúc như thế nào, nhưng cho đến nay Kiev xem đây là chuyển biến tích cực sau nhiều tháng quân đội Nga giành ưu thế trên các mặt trận ở Ukraine.